Đó ngại chạy xe đạp không biết nhíu chiếc xe hư hoài. Gái nữa chạy quá chạy. Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì chiều nay Úc Thu có định làm món cháo lòng bạn ơi. Ăn giải nhiệt cơ thể luôn. Mấy em gà thời tiết nóng nực quá, bởi vì làm món cháo lòng ăn luôn cho nó hết mồ hôi luôn. Chào cả nhà các coi. Chào cả nhà. Không ăn chưa? Thánh thần ơi trời ơi trời. Đó là mấy vậy cái thương, vậy thôi chứ trời. Đó là mấy cái lòng heo huyết đồ này nọ bạn. Người ta dễ thương như vậy thôi chứ. Hừ hừ. Đây mình có rau xà lách rồi má. Gì mua giá đó kìa. Giá 5 gồm. Cháo thì không thể nào thiếu giá 5 gồm. Thịt bằm một ít. Chút mình dầu viên á. Nè 5 gồm. Giá gần. Đầy đủ. Giá gần. Tại vì ra mỗi cái ít ít á cho nên em mua. Đây gạo. Trời ơi trời gạo quá. Bà lượng đúng như đây nè bạn. Không nấu cháo ít thôi, nấu cháo nhiều quá ăn gì hết. Thôi nấu lúc nào cũng vậy, cũng vừa đủ ăn thôi. Chứ là mình ăn buổi chiều mà. Ồ có miếng gió nè. Mát mát lên rồi đó. Mới mưa vậy mà nóng chết rồi. À, tối ở dưới đây có mưa lâm râm bạn, nhưng mà ở ngoài sông Tiền không có miếng mưa nữa. Nó chuyển hì đùng luôn, không có mưa. Ôi ôi bầm gồng đây nè, không có cái lóc là xì. Đó. Nhẹo chừng. Có sao không? Tại mày không để ý á. Có bầm gồng là có cái lóc. Nó đẻ nguyên bầy luôn. Ù. Phát hiện nha, phát hiện nha. Cái lợi trong cái ống bọng này chứ đâu. Cái mương sao vừa mình nó cắm câu giờ nó khó lắm, nó không giống như lúc trước. Có nhiều bạn nói sao lâu quá không thấy cắm câu. Ra cái vườn mình giờ nó không cắm câu cũng được, chỉ đợi mùa mưa rớt xuống thôi, với đặt chống lương á. Tại bây giờ đập dưới kia họ bích hoài bạn ơi, nước nó không vô, càng quéo queo luôn sao cắm. Tại vì cái nguyên cái khu vườn ở sau này nè là có một cái con đập cái gạch dưới á, thì họ bí đập hoài họ không cho nước vô. Đó bởi vì cái mương á giờ nắng này nè, giếng nó rút nó càng quéo queo à. Phải đợi vào mùa mưa á, có nước nó mới nhiều mình mới cắm câu hay là đặt chống lương được. Gió giờ mới thổi mát mẻ ha, được ha. Chứ hồi trưa giờ nóng nực dữ lắm luôn rồi. Mà gió thổi hiu hiu kiểu này chắc nghiêng hồi quá, trời mưa chắc luôn. Nhìn cái bằng lòng thấy nhớ lại một thời tuổi thơ, hồi nhỏ khoái đi nhấp dịch luôn. Ủa còn có dạng là sát bên luôn. Lặn rồi, lại thấy mình nó lặn rồi. Su tì. Mấy con nó làm gì chứ? Sùm xoen chứ. Lại đây tham quan cái vườn mướp nè, trong thời gian chờ đợi làm. Vườn mướp vườn bầu nó muốn tàn mọi người. Bào quá mấy tháng nay rồi. Trồng nó trèo lên, bắt đầu để mấy cái nhánh cây đằng kia á, nó trèo rất nhiều quá trời, nó qua cái cây nhãn xuồng luôn. Bên kia có cây nhãn và bò lâu năm lắm rồi. Sau này nó không có trái chăng nữa đâu. Dạ không để gì luôn, mối nó đóng rồi. Múp nó có hai trái múp giống trên đó, ăn thù lùi á. Để dành làm giống. Đây cây sầu riêng cũng phát triển vậy ha, cây sầu riêng này trồng trước đó rồi. 2 năm mấy 3 năm. Lúc đó trồng có 2 cây à. Sau này em già mới mua thêm 50 cây trồng nữa. Chứ lúc đó có 2 cây. Này ổ mối nữa. Đây ổ mối làm sao ổ mối nữa. Để chỉ cần rớt mưa nhiều nhiều nước nhiều cái bắt đầu mình đi đặt chúng lương, lấy mấy cái mối nè, là mồi. Mồi đặt chúng lương nhảy lắm luôn. Ủa đây mấy con tơi bằng con tốt kìa. Lá trà bá nữa. Thêm lá cách nữa. Lá cách này thì thôi khỏi nói rồi. Mình cuốn bánh xèo nè, hay là xào ớt xào lá cách hay gắn xào lá cách rồi đó. Ăn rất là ngon luôn. Đặc sản miền Tây luôn. Trời ơi, đi đâu cũng thấy mai hết trơn bạn ơi. Đây một cây, bên đây một cây nữa nè. Cái mặn này bạn thấy còi cọc chứ mấy tháng trước trái dữ lắm trái luôn. Mặn xanh. Nó rụng ngự chứ, ăn không hết nó rụng á.
Ông nó về mấy cái nhãn này ở vậy ông chặt bớt làm gì mà nó ra trái kinh khủng thiệt. Đó nhà chú Liễm, mía ông trồng từ dưới con gạch lên tới trên đây luôn. Bây giờ là bắt đầu gan gạo thôi. Gạo lên gan gạo. Gan cho thơm á. Cái này thấy ông Phù nó nấu món từ lúc mà từ món lúc gan lúc không. Không, đa phần là giống như kiểu làm gì đó. Nhiều khi ăn á, gạo á, nếu mà không gan nó có cái chất nhầy á. Mà gan cháo gà, gạo nó thơm. Hình như cháo gà như em không thích gan hay sao á. Em nhớ là vậy, em không thích gan. Ăn kiểu như nó trắng mà nó nhầy nhầy ăn nó ngon hơn. Gạo này được cái nó gan thì nó không có nhầy nhưng mà thơm. Ừ đúng rồi, nó thơm cái hột gạo nè, xong rồi anh ăn cái nó không có ra cái chắc này kiểu như lền lền á. Cháo mà nấu lâu quá gì đó sao hoài. Anh Lực học về về chưa? Chưa. Anh, giờ này anh học anh Lực học chưa về? Còn ngón vô nữa hả? Thơm, thì trước không có lọ xịt á. Ý là thơm. Chào cả nhà các con. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Suti, suti, suti. Suti là ơi ơi ơi. Rồi giỡn rồi, khóa giỡn chị nó hay đó. Nó giỡn đó. Giỡn ra tiếng luôn á. Cười quá trời cười luôn á. Hôm qua bệnh hả? Không chọc kiếm chọc không từ rồi không từ. Chọc quá trời luôn cũng không từ luôn. Có ngày mà ông tay biến rồi bú tay. Có ngày bú tay. Khóa giỡn gì ai không? Cái gì? Cái quần em xuống. Rồi thấy. Shit. Cái bộ lỏng hả? Mà mình luộc sơ hả? Luộc như là cho nó sơ áo sơ. Luộc sơ thôi, luộc cho nó lên vừa thôi lên. Bởi vì mấy con cái nào luộc sơ. Ủa bữa nay gió thổi mát mẻ quá vậy? Kìa 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 tới đó kìa tới nè kìa ớt rồi ớt à. Thầy ơi không cần kêu luôn chào cả nhà luôn ha. Trời ơi gà huấn luyện từ lúc nhỏ mà đâu phải bở. Anh Hai hỏi vợ nó rồi anh Hai, nó nói cho anh nghe. Vợ con đâu rồi? Vợ con đi Mỹ à? Vợ con đi Mỹ à? Ai chỉ nè? Không ai chỉ, hỏi chỉ nó như là vợ con đâu rồi, vợ con đi làm việc xã hội rồi. Hỏi làm việc xã hội là đâu, là đi Mỹ á. Như là 6 ngày nữa. Biết nó lắm. Hỏi anh chị có giấy chứng minh chưa? Có rồi. Lật cái vô nè, không ra giường. Anh giống anh. Để vô nè. Trời ơi, kẹo tối ngày với răng không có hết trơn, ngậm kẹo miết à. Nè, Dung có biết không vậy? Nè, chụp hình nè. Chụp nghệ 4.0 nha. 1 2 3 bắt bắt rồi. Mới nói là sợ kẹo ăn găng vô cục kẹo liền ha. Không được lúc này thôi. Bỏ đồ lòng vô. Đó ông Thu để bộ đồ lòng mình trụng sơn á. Còn gạo thì bên đây cũng gan xong rồi nè. Họ cho em bắt nước lên em luộc cái này trước. Ủa gà nhìn hột gạo. Nhìn hột gạo gan nó nhìn ngính. Thơm. Thường ở đây mình giờ mình thấy các bạn ăn cháo là thường có gạo má. Thì nãy tao nấu Thu rồi đó. Đúng rồi, nấu cháo giờ chứ hồi xưa ít cái nào ăn cháo ăn, nhưng bây giờ thấy hình như mấy bạn ra mấy quán ăn ngoài cũng vậy đó, thường có cháo, món cháo thường có gạo má. Ăn nó ngọt lắm. Nó thơm, nó ngọt. Có nè, không có gồng phải có cá lóc chứ. Bác chắc được con cá lóc cứng.
còn còn hai đứa chạy ra banh các bạn coi. Rồi con gái nữa gì đâu mà làm cái ớn, chạy đạp mà chạy hư hoài, xu này nó nhồi giống như là ông trai cái gì vậy. Chạy đó chạy banh hay là chạy gì? Chạy banh chạy hấu. Ủa anh hai Nghĩa bên anh có đi học giỏi sao giờ này còn ở nhà hả? À, Lật Nghĩa mà. Ủa Nghĩa bên anh học giỏi hả? Ừ, chuẩn bị đồ đạc rồi ta. Tụng gà lên đây đen đây xanh đây đỏ gì rồi. Ui ơi. À, ui, ui. Hả? Ừ, giữ ta chuẩn bị lên đai nữa ha. Ừ, lên đai đâu. Đai xanh đai vàng đâu. Quẩy đâu rồi Nam? Quẩy rồi. Giờ này đi với ốc hả? Ừ mát trời rồi. Hỏi hư hả? Bên chú Liễm hả? Trời ơi. Mấy ổi cái vườn chú Liễm mình mới quay bằng chỗ vườn mía đó. Cũng có trồng ổi nữa. Nhiều. Trời ơi. Ủa ổi mà nó dạt bằng con nào, mới có nhiều ký đâu mà dạt. Tới lúc mà cần mười mấy ngàn ký thì nó cỡ nào cỡ tận dụng hết cỡ, cái lúc mà nó ghẻ thì đâu có chút xíu cũng dạt nữa. Mà con ổi này thấy còn ngon ghê luôn chứ bộ dẫn mà. Cây hát xuống nè, mà con nó hơi chín quá nè ha. Này con gà nó hơi dập. Ủa ổi bằng con này chỗ kiếm chảo ăn gà ổi gì nó dạt. Uổng thiệt các bạn. Nguyên thao nữa nè. Ồ ồ. Ổ này có chén muối ớt chấm phát nhất nách chứ không phải chơi đâu. Ổ gì đâu mà dạt uổng ghê. Sao bây giờ dạt đây làm gì giờ giờ làm sao mình giữ ốc. Trời ổ này ăn được hết chứ bà nói gì vậy? Nó có một chấm đen mà. Dạng con sâu con bò vậy mà hay là nước nó động vô nó con cái đó rồi nó đi có chấm đen là nó dạt chân à. Dạng đó là do bị nắng nó chói quá chứ không phải nó chín. Bắt đầu nó sôi rồi, nãy giờ bắt đầu mình vớt ra thôi. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị mình bỏ vô nồi cháo hả? Cái gạo rang rồi chưa để nồi, chưa để nước vô mà. Ừ. Ồ vậy hả? Thì tưởng đâu ấy gạo xong rồi mới là mình để đó vô chứ. Mình luộc lại lần hai nữa hả? Là mình lấy cái nước đó mình nấu cháo á. À. Tưởng đâu thu kỹ đến nỗi mà luộc thế lần hai nữa chứ. Có làm kỹ. Có làm đâu nó. Ừ. Trời ơi người ta làm dữ lắm à, đứng quay phim mỗi tay mỗi chừng lắm trời. Ừ, đó chưa kể nữa mà phiên dịch phải cố gắng nói chuyện nó mỗi miệng lắm chứ bộ. Đúng không Sô Ti? Đúng không? Mày nói đúng không? Đúng không? Phải không? Phải không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Quá chừng 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 qua gẹo cười chết. Không cười, không cười. Tụi bà nhồi kìa. Nói gì, nói cái búa nói gì. Tao biết được. Ai Thu nó nóng quá, cái cây đu đủ này, cái động đu đủ nó queo luôn rồi Thu. Mà nghe cái tấm ton đó. Nè ở lại nó mọc ngang chăng cái ton luôn mà nóng vô đó. Mấy gài nắng. Cái, đâu được 2, 4, 5, 6 trái. Nó đâm lên không sâu ra nó hơi cái đu đủ. Yeah. Lấy đợt mấy chấm chấm gì đó. Chen đó. Ừ, xin cái miếng ton lên bếp luôn đi, đẩy cái miếng ton luôn để cái đu đủ sống. Đu chen hả? Ừ. Gạo thu bắt đầu để vô lại, rửa sạch sẽ. Rửa sạch, hết mấy cái bọn á. Gồm có huyết nè, rồi gan nè, gan. Tim gan, ruột. Rồi sườn. Có sườn nữa hả? Sườn, sườn anh đem vô á. Trời ơi.
Đây là hổ mang chúa, ba rửa cũng gần xong rồi nè. Rau má với salad. Đây ngò gí, hành nữa, đầy đủ. Vậy ăn có hành, có ngò gí, ăn ngon. Mới nhức nách hả? Ớt có hành với lại cà no với tiêu. Rồi. Chút cái mình dò viên á mình thả vô. Vậy là chờ đợi nước nó sôi lên thôi. Nước sôi rồi mình mới để gạo vô phải không? Đúng rồi. À, 6 con mà bà cho vô có cái lồng này không à. Nghe nói bà già quá, bột ổi đâu tuốt sao vườn luôn. Trẻ đừng nói tốt với con gạch chứ nha. Ở vườn chú Liễm kế bên mà mới phát cỏ trong lỏng. Mới hai ổi nãy mình quay bên cô Năm đó. Ổi nó dẹt á. Ôi giờ mát trời ra sao vườn có gió thổi mát mẻ gì đâu. Dạ ổng nói bà bọc đâu luôn mà đây không thấy chưa. Cái vườn này nó kìa bà bọc kìa. Cái vườn này khoảng 2 tháng nữa bạn coi mới đã. Lúc đó ổi nó phát triển cao lên hết rồi. Là lúc đó là bọc trái dữ lắm luôn. Là bọc trắng xó hết á. Tại mấy cái ổi này mới trồng sau này nó chết á, rồi trồng chim vô nên nó hơi thấy lọt trọt. Chứ khoảng 2 tháng là bạn thấy nó đều gan hết à. Bà già bọc ổi chuẩn bị vô ăn bà ơi. Dế nó kêu lên rồi, 5 giờ rồi. Rồi bên kia cô bảy bà với ốc bển kìa. Ổi chú Liễm trồng dạt quá trời ta. Rồi một đống luôn cho bên cô Năm bánh. Đấy bảy đi với ốc nè, những ốc nè. Đây là mấy ngôi mộ mà của ông bà nội với dưỡng hai với cô hai. Bên kia của bác tư gái. Ồ cái bồn dừa trái quá trời nè. Mấy bạn nào mà xem clip cũ lúc trước á, mình cũng thu cắm câu chỗ này dính con cá chê chà bá lửa luôn chỗ này nè. Đây con ngỗ. Con ngỗ này mình để mình xào thịt bò hay là mình gõ lương á bóp ăn là thôi khỏi chê luôn. Đây dứa. Dứa này để dành mình nấu nước để uống thơm. Mấy ký rồi bảy? Ừ, bất tử cũng không phát cỏ gì ra, không ngồi đó, không thở cái oxy vậy. Cho nó ăn xài luôn. Cho ăn xài luôn hả? Ốc và ốc nó đặc sản rồi, vậy cho nó ăn xài rồi đi mới bắt được ốc hả? À? Thấy chứ mấy cái vườn nè, tối mà người ta vô ta mò ốc trộm hoài, đi lộn phía sau đó đó. Mò miết luôn á, tại ốc giờ ốc bu này cũng 60 ngàn ký bà bở hả? Ốc bự bự không? Tối đâu 1-2 giờ đêm vậy ta lén thì ta mò. Ở dưới quê mà nói chung thu nhập cũng đâu có nhiều đâu bạn ơi. Khi mình mò vậy đó 2-3 ký vậy đó cũng kiếm tiền sống qua ngày. Rồi cô Bảy quá lâu dục mấy cái ổi bả nhữ ốc tầm lum hết trơn kìa. Cái điểm quyền thoại cắm câu của mình. Mong tới mưa trời mưa đi cắm câu thử, lâu quá không cắm cũng ghiền. Vừa đây cũng có hai buồn này dạng như xím lục. Giờ vô thôi coi con thu nó nấu tới đâu rồi, nãy giờ chờ đợi nước nó sôi với luộc mấy cái đồ bộ đồ lòng đó. Bạn coi cái trái ổi đã kìa, ổi tơ trái nó bụi rồi nè. Rồi vậy là chưa đâu, cái này khoảng 4 năm ngày nữa xanh đọt chuối bắt đầu mới cắt ván được. Con trái nó tơ trái nụ còn tay cầm nè hết hồn nhổ chứ qua trời trái luôn bạn con nào màu bông nào trái kìa. Cây nhỏ xíu mà trái cỡ đó, đó bởi vì bà vừa bọc với bà già bà vừa bọc mà vừa lặt bỏ bớt trái không cây nó nuôi không nổi. Ủa cái này quá rồi nhìn thấy ham ha. Mua sợ tốn tiền cái gì mua nấm gơm được mấy nấm à. Ừ, nó vậy chứ mua nhiều lắm đó. Nhiều lắm á. Mua mà lửa xong rồi. Thấy gì đâu, xíu. Ông ngoại mẹ chị. Chồng em nó ăn nấm cơm nó ăn nấm nở không nha. Ừ đúng rồi, ngoại mà ở ngoại mẹ chị lửa. Mua là nấm nở không à. Mình nấm gơm thường nấm búp gì ăn mới ngon hơn nấm nở chứ. Nó mắc. Nó ngoài nó lại là mắc à. Nó qua nó lại là mắc hả? Không, nó mắc hơn, búp nó ngọt hơn chứ. Cái búp cái búp nó ngon hơn. Búp đương nhiên nó phải ngon hơn rồi. Cái bên nó lượm cái ai đi tiện chứ. Đừng cái búa. Phải không sư tì? Đừng cái búa phải không? Phải không?
phải tính chút xíu. Nó tính toán dữ lắm hả con ha. Vậy mà còn chưa thấy gì á. Nhưng chưa thấy gì luôn á chú Tì. Xin sợ mà không ai thấy cho gì chưa. Cho cái búa thì có. Nem nó ổ lộn ha. Bây giờ đậu sôi ùn ụt lên kìa. Gạo vô. Giờ mình cho gạo vô thôi. Vậy nè, hồi đó mình ăn kiểu dụng đúng lẩu nó ngon. Chứ đặc quá ăn sao ngon. Cho mỡ nấm dơm đồ vô. Cho gạo vô màu chút. Gạo nó gan. Gan có miếng nước mắm mà thơm. Không miếng mắm vô để vô còn thơm thiệt. Rồi luôn. Dạ cho nấm gơm vào. Nấm gơm. Mình nói gọn thu từ lúc mà nó có chồng vậy làm ăn không có được chị bạn ơi. Gung tay sao? Gung tay. Có cái nấm gơm mà cũng gớ ngoài nóng, nóng. Một cái máy nóng mà cũng gớ. Ừ, cũng gớ nóng nữa. Chị đợi nổi không? Để miếng muối vô với đường phèn. Gì không ăn chú kiếm chuyện gì đây? Kế chồng có gì đâu trời. Ôi trời. Rồi. Vậy chờ đợi đó phải không? Đúng rồi, chờ đợi. Ồ, chờ đợi thôi. Trời ơi, đám lâu la chóc ché xuống nữa. Trời chiều nay nó mát nè. Nãy giờ hai đứa đi lụm cái gì tùm lum tùm la bọc bọc đùm đùm đè đè. Hả? Trời ơi, có ổng kìa. Trời ơi, quá trời rồi. Sao à? Hồi nãy giờ hai đứa bay đi lụm. Trời ơi, dơ quá xuống à. Giờ mình vớt ra hả? Vớt ra cho chị Mai sắc đẻ xu này. Xong rồi cái em để thịt xay vô á. Ừ. Mình để ra cho nó nguội luôn. Hồi mình sắc ra cho nó dễ. Còn bên đây thì đang bán thịt trâu lía lịa. Cháo thì không thể nào thiếu rừng. Giờ mình đâu mình để chả cá vô nữa hả? Ổ thịt chứ. Bị liệu. Xay. Cháo là coi như là sắp xong. Cái đó để nguội phía mai không ăn chúa mình xử lý đi. Này xay em thấy cưng không? Ngủ bà lớn. Cho nó ngon ngon vô cho nó. Trời ơi, cái bếp này đứng sát bên có khoảng 1 mét thôi nó nóng, nó mấy cái lồng giò cũng cẳng nó quéo quá. Mình ít khi nào bạn quần dài lắm. Chị ra hồi đó thăm bảy gắn thì mình mới bạn quần dài thôi. Chứ còn mình đi mà tới lui mình lụp chụp lại bề nó mệt lắm. Nhớ không quen. Gắn mới rượt thì thôi luôn. Sợ tái mặt. Nhớ cái một làng mình vô thu thăm bảy gắn tốt trên nhà măng cho nó con gắn hồ ngựa 1 ký mấy gần 2 ký. Thằng ơi lúc đó nó chạy. Bởi vậy nè, hai con gắn ở phía sau vườn này. Con gắn lãi hả? Đúng rồi, lúc đó mình chụp sao mình nó phóng ra bẫy mình chụp hụt. Chụp cái đôi mà chụp hụt á. Lúc đó nó hung thù nó chạy chờ dậy sắt bắt sang quan. Trời ơi, không biết nó quẹo đi đâu cứ chạy trước cho chắc. Giờ để ít cái lo vô hả? Mình nêm nếm lại là vừa miệng là bào. Đường với món đó. Quậy quậy nó. Quậy quậy. Thịt bằm rồi, có sườn cộng rồi chứ bỏ đầy đủ hết à, không thiếu gì vậy. Gơm rồi nấu ra nước ngọt chứ bỏ. Nấu nước nha. Không lỏng mà cũng ý là nấu nó không có ga nhầy, nó hột gạo nào ra hột đó. Nè ha. Chứ anh nấu anh không ghen á là như là nó kiểu như nó hơi nhạy nhạy xíu mà nó nấu màu đặc luôn nha. Đúng rồi, cái đó nó nở mà còn mình ghen rồi nó nở ít hơn, không ghen nó nở sao hả? Hết sĩ còn 17 luôn hả? Để ít góc hành đồ vô. Bên kia này, hai chị em nó đang sắt góc hành với một miếng gừng vô. Rồi xong chút múc ra để tiêu lên. Ok.
Nó đang sắt ra. Sắt cũng vừa vừa thôi nha Mai. Sắt vừa miếng vừa ăn thôi. Để miếng chập ba lửa ăn nó ngất luôn á. Em sắt mà em chọi em thấy lên mặt là dính luôn á, được không? Không biết. Mai giống như tré Mai. Đắp mặt nạ được luôn á. Chịu nổi quá vậy. Miếng da thằng thiệt, miếng da heo mà nó sắt cho đắp mặt nạ vậy đó. Nhìn mấy cái bộ lọc thấy thèm không bạn ơi? Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Món này nhậu với đinh lăng thôi, thứ gì chịu nổi thiệt. Cái gì đó hành nữa hả? Ngò. Hành với ngò với tiêu hả? Tiêu. Ít gừng vô nữa. Gừng. Tiêu vô. Chỗ ít hành phi, thêm ít tiêu. Mà cháo chất lượng ghê không? Mà cháo đậm đậm quá chất lượng. Vậy là xong rồi đó bạn. Nhìn thấy hấp dẫn nha. Chảy mồ hôi lưỡi, chảy mồ hôi lưỡi. Giờ dọn lên ăn thôi. Chuẩn bị tối rồi. Ăn đi. Để ra má vô. Ở thì chị ăn không? Cháu ăn, ăn hồi dạng cơm cái gì không chưa ăn? Cút không? Ủa sao nó, ủa sao cái trứng gì mà nó, ủa nó teo dữ vậy? Nhiều lắm. Lợn ăn luôn nè. Lợn ăn không? Đéo hồ lộ cho qua đây. Một tuần rồi hả? Con lợn được không? Lên đây ăn cháo luôn không chịu lên nha. Ngồi dưới ăn cơm mới chịu à. Chứ dưới ăn mẹ cho mẹ Dung ăn cho ăn bữa nay ăn cơm gì? Lật. Ngon muốn nước tương nữa hả? Bả. Ăn rau. Rau cái gì? Ăn đàng hoàng lại nè, số quậy. Ăn cháo ngon cả nhà. Có cơm là ăn lẻ, ăn cho canh thời gian đó nha. Xô là phải canh thời gian. Chuti. Trời ơi, cái gì đụng đâu cạp đó à. Chan nước cháo nè. Nước tan. Chua hả? Công nhận cháo này mình có rau má hay là mình để rau bù ngót cũng được. Ăn rất là ngon, cũng ngọt. Ừ, rau bù ngót cũng ăn giờ cũng đúng bài lắm. Cộng thêm nấm rơm nữa là thôi còn gì bằng. Trên kia dạng gục lỡ, nó hơi đắng đắng. Nhưng mà nó vẫn nói mình là gục non nha, bán trăm mấy ký á. Mời cả nhà nha. Chứ mẹ chứ nó lấy mà đúng chất gục non mà nó đâu có lợi. Hỏi như hôm qua,
vài mượn đến rồi tự ăn được rồi. Mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Con nồi cháo này chất lượng luôn bạn. Ăn đã gì đâu đã. Bả bữa nay mà tán cơn mưa tầm tã ha. Quất nồi cháo này là hết bài luôn. Bao ngon luôn. Chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau nha.